phân của công thức nước uống này gồm có 4 củ tỏi, 1 nhánh gừng và bốn quả chanh. Đầu tiên, đối với chanh, các bạn dùng dao cắt thành những miếng nhỏ. Lưu ý là các bạn không nên gọt bỏ vỏ chanh. Nếu sợ đắng, các bạn sẽ loại bỏ hết hạt của quả chanh. Tiếp theo, các bạn sẽ bóc sạch tỏi và cho vào trong một chiếc bát nhỏ khác. Đối với gừng, các bạn cần gọt sạch và thái thành những miếng nhỏ. Đây chính là ba nguyên liệu mà chúng ta cần chuẩn bị. Bây giờ, các bạn sẽ cho cả ba nguyên liệu này vào trong máy xay sinh tố và đem xay thật nhuyễn. Lưu ý là các bạn nên cho thêm một ít nước vào để xay sẽ dễ hơn. Sau khi xay xong, các bạn cho hỗn hợp này vào trong một chiếc xoong nhỏ. Đổ thêm 2 lít nước lọc mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn vào và đem đi đun sôi. Đến khi sôi, các bạn vặn nhỏ lửa và đun thêm 5 phút thì tắt bếp. Chúng ta bắc nồi ra và chờ hỗn hợp nguội. Sau khi hỗn hợp đã nguội, các bạn dùng dây lọc để lọc lấy phần nước, loại bỏ phần bã. Phần nước này các bạn cho vào trong một chai thủy tinh và bảo quản trong tủ lạnh. Cách sử dụng như sau. Mỗi ngày nên uống 200ml trước bữa ăn khoảng 2 tiếng. Tốt nhất nên áp dụng vào buổi sáng khi dạ dày còn đói. Nên uống một chút nước ấm trước khi uống hỗn hợp nước này để tránh làm hại dạ dày. Uống nước này vào buổi sáng sẽ kích thích toàn bộ hệ tiêu hóa hoạt động, quá trình đào thải chất độc cũng diễn ra tốt hơn. Lưu ý rằng nhớ lắp kỹ chai trước khi sử dụng, bảo quản trong tủ lạnh khi chưa sử dụng hết. Uống hết hỗn hợp, dừng 6 ngày rồi tiếp tục thực hiện thêm một liệu trình. Nếu cơ thể đang gặp các vấn đề về mỡ máu, tắc nghẽn mạch máu nêu trên hoặc đơn giản là bạn muốn tăng cường sức khỏe, hãy thực hiện theo hướng dẫn và sử dụng mỗi ngày.